Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Truyền học đường. Thưa quý vị, cùng với sức khỏe, một công việc ổn định phù hợp với khả năng cũng như sở thích của bản thân trong tương lai là điều rất quan trọng góp phần tạo nên sự thành công cũng như là hạnh phúc của mỗi người. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay, vấn đề hướng nghiệp cho các bạn trẻ của chúng ta vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Ở trường, dù có giáo viên hướng nghiệp nhưng phần lớn là giáo viên kiêm nhiệm nên chuyên môn cũng như là sự nhiệt tình có phần hạn chế. Còn với các bậc phụ huynh, việc định hướng nghề nghiệp cho con phần lớn dựa trên quan điểm của bản thân hoặc là theo cách tính toán của người lớn mà chưa thật sự quan tâm đến mong muốn, khả năng của con trẻ. Trước hết, mời quý vị theo dõi nội dung clip ngắn sau đây. Bạn thích học ngành gì? Em thích học về vẽ, chuyên nội mạng. Em có thích ngành y. Đối với em thì em thích học sư phạm. Bạn nộp hồ sơ dự tuyển vào trường nào? Em nộp hồ sơ vào trường Đại học Giao thông Vận tải và ở trong ngành cơ điện tử ạ. Em nộp hồ sơ trường Bách Khoa. Đó là sự mâu thuẫn thường thấy khi một tân sinh viên khi được hỏi thích gì và chọn gì. Lý do của mâu thuẫn này thì rất thực tế. Học kinh tế quốc dân xong sẽ có khả năng xin được việc hơn, dễ hơn. Xu hướng bây giờ ngành điện tử là rất dễ xin việc làm hơn ạ. Ngành công nghệ thông tin thì ra trường có thể kiếm nhiều việc làm được. Ví dụ như là làm IT chẳng hạn. Năm nay các ngành kinh doanh và quản lý có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đông nhất, chiếm 31,9% nguyện vọng. Tiếp đến là khối ngành toán, thống kê, công nghệ thông tin, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, chiếm 25%. Nhìn chung, giữa giấc mơ và thực tại, những người lo cho thực tại vẫn chiếm phần đông. Trước đây thì tôi tốt nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Trước đó thì mình khá là yêu thích cái lĩnh vực liên quan đến kinh tế. Vào năm thứ 2 và năm thứ 3 của trường đại học xây dựng, mình sẽ phải đi học liên quan đến các môn liên quan đến chuyên ngành. Lúc đó thì bắt đầu mình cảm thấy nó có sự lấn cấn trong vấn đề về chọn ngành, chọn nghề của mình. Hiện tại thì tôi đang làm trong lĩnh vực ngân hàng. Rất là nhiều những bạn học sinh sau khi học năm thứ nhất, thứ hai thì bỏ học và đi tìm một cái công việc khác, bởi vì các bạn hoàn toàn vỡ mộng khi mà phải vào để học những cái môn học nó hoàn toàn không đúng với cái mong muốn, không đúng với khả năng, không đúng với những cái thế mạnh của mình. Và như vậy thì nó sẽ tạo ra một sự lãng phí rất lớn, nó cả thời gian, cả về tiền bạc, cũng như là cả những cái mong muốn và khát vọng của bạn nữa. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm, việc chọn lựa ngành học, trình độ học phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân là vô cùng quan trọng. Bởi điều này quyết định đến 70% sự thành công của mỗi cá nhân trong tương lai. Vì chỉ khi có sự yêu thích và có khả năng xử lý công việc, cá nhân đó mới có thể vượt qua được những thử thách, tiến đến thành công. Tuy nhiên, theo một khảo sát trong các em sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố thực hiện năm 2019 cho thấy, tỷ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%. Chỉ 5% học sinh có hiểu biết về ngành mình theo học. Đặc biệt, có đến 75% sinh viên thiếu hiểu biết về ngành, nghề đã lựa chọn. Điều đó dẫn đến kết quả sau khi tốt nghiệp, chỉ có 50% sinh viên tìm được việc làm phù hợp năng lực bản thân. Còn theo khảo sát của Bộ phận tuyển sinh hướng nghiệp của các trường đại học, có 15-20% sinh viên tốt nghiệp mới biết mình chọn ngành nghề sai. Khi mất thời gian 4 năm tuổi trẻ, mơ hồ giữa ngành học và sau là đi làm việc thực tế, nhiều bạn phải trả giá đắt. Thưa quý vị, thực tế cho thấy sự cần thiết phải có sự định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ là cần thiết. Chương trình Truyền học được kỳ này đã kết nối với anh Bách Nguyễn, nhà huấn luyện viên và chuyên viên tư vấn nghề nghiệp LearnMeans. Xin được gửi lời chào đến MC và các bạn xem đài. Dạ, thưa anh Bách Nguyễn, theo một thống kê của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội được thực hiện vào năm 2019, thì có đến 70% sinh viên ra trường là không có việc làm hoặc là làm việc không đúng với ngành nghề mà mình đã học. Và với cái thống kê này thì ý kiến của anh như thế nào? Vâng, xin được cảm ơn một câu hỏi rất là hay của MC. Thật sự thì với các con số 70% các bạn sinh viên sau khi ra trường là thất nghiệp hoặc làm không đúng với các ngành nghề mà mình đã học, đối với tôi đó là một con số vô cùng đáng báo động. Có nghĩa là cứ 10 bạn sinh viên ra trường thì đã có đến 7 bạn hoặc là thất nghiệp hoặc là làm trái ngành. Qua quá trình làm công tác tư vấn nghề nghiệp, tôi đã gặp những bạn trẻ mà thậm chí là chưa một ngày làm chính cái nghề mà các bạn đã được học trong suốt 4 năm. Và cũng có những bạn trẻ chỉ sau một vài năm đi làm đã quyết định là nhảy hẳn sang một cái lĩnh vực mới, mặc dù các bạn chưa được đào tạo, chưa có kinh nghiệm lẫn không hề có kiến thức chuyên môn. Điều này, thứ nhất, đó chính là một cái sự lãng phí về tiền bạc
về công sức, về thời gian của các bạn và gia đình các bạn, và rộng hơn nữa, nó chính là sự lãng phí về tài nguyên của xã hội. Dạ, nói về định hướng nghề nghiệp thì thưa anh, hiện tại thì có rất là nhiều bạn trẻ đang loay hoay trong cái việc định hướng nghề nghiệp cho mình, cũng như là có nhiều bạn thì chưa biết là trong tương lai mình sẽ chọn ngành nghề gì. Thì với anh, vì sao lại như vậy thưa anh ạ? Và theo các khoa học nghiên cứu về định hướng nghề nghiệp thì cái độ tuổi tốt nhất để định hướng nghề nghiệp đó là độ tuổi 15. Nhưng thông thường tại Việt Nam chúng ta thì các bạn trẻ bắt đầu suy nghĩ về cái việc định hướng nghề nghiệp là khi các bạn học năm cuối lớp 12, và như vậy thật sự đã rất trễ trong cái việc định hướng nghề nghiệp. Chẳng hạn giống như một trường hợp mà tôi vừa mới gặp gần đây là ngày mai bạn đó phải nộp phiếu điền để đăng ký vào việc thi đại học. Thì bạn ấy gọi cho tôi vào lúc tối và chia sẻ với tôi rằng mẹ của bạn ấy thì muốn bạn ấy thi vào đại học kinh tế, vì học ngành kinh tế thì lúc nào cũng sẽ dễ kiếm việc làm. Còn chị của bạn ấy thì lại muốn bạn ấy thi ngành y, vì chị bạn ấy có sự quan hệ rất rộng trong ngành y và có thể dễ dàng giới thiệu công việc của bạn ấy khi bạn ấy ra trường. Và bạn ấy hỏi tôi rằng vậy bạn ấy nên chọn ngành nào, và chính bản thân bạn ấy cũng không biết mình nên làm gì. Và đó chỉ là một những cái trường hợp rất là điển hình trong rất nhiều trường hợp mà tôi đã được gặp trong suốt quá trình làm về tư vấn nghề nghiệp. Chứ anh Bết Nguyễn có chia sẻ thì là hiện nay có rất là nhiều bậc phụ huynh định hướng nghề nghiệp cho con trẻ của mình theo sở thích cá nhân của mình và có một cái ý rất là áp đặt cho các con trẻ. Thì không biết là với những cái sự định hướng như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến con trẻ, và anh có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này. Tại Việt Nam chúng ta thì thường khi mà các bạn trẻ tìm đến định hướng nghề nghiệp thì cái người đầu tiên các bạn hỏi chính là cha mẹ của mình. Và các bậc phụ huynh thì sẽ có một cái lợi thế, đó là các bậc phụ huynh sẽ có nhiều kinh nghiệm sống, có nhiều trải nghiệm trong công việc, và họ sẽ biết những cái ngành nghề, những cái công việc, những cái lộ trình nào tốt cho con của mình. Và tất nhiên, bất cứ bậc phụ huynh nào cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Tuy nhiên, xã hội ngày càng thay đổi thì cơ hội nghề nghiệp cũng bắt đầu thay đổi. Bản thân tôi đã từng gặp một trường hợp là bố mẹ làm ngành y và họ chỉ mong muốn con mình sẽ làm ngành y, trong khi bản thân bạn ra đấy đó là bạn muốn làm ngành marketing. Nhưng khi bạn chia sẻ cái điều đó với bố mẹ mình thì bố mẹ bạn lại không hiểu rằng ngành marketing sẽ làm gì, và vẫn cứ nghĩ rằng làm marketing là sẽ đi phát tờ rơi, và kịch liệt phản đối để cho bạn không làm cái ngành nghề đó. Và vô hình chung cái điều đó nó lại tạo ra một cái sự hạn chế rất lớn về những cái cơ hội nghề nghiệp mà các bạn trẻ có thể đạt được trong tương lai. Dạ, theo anh thì từ khi nào chúng ta nên định hướng cho con trẻ, và làm như thế nào để chúng ta giúp cho các con có thể nhận ra được khả năng của mình ạ? Như chia sẻ lúc đầu thì lúc các em 15 tuổi là cái độ tuổi đẹp nhất để chúng ta bắt đầu định hướng nghề nghiệp. Và chúng ta sẽ thực hiện cái việc định hướng nghề nghiệp này cho các em bằng việc lắng nghe và chia sẻ. Chúng ta lắng nghe những cái điều, những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của các em để giúp các em có thể bộc lộ được những cái quan điểm của mình, những cái suy nghĩ ở bên trong mình. Và chính lúc này là lúc các em sẽ nhìn nhận được bản thân mình một cách rõ ràng nhất. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ giúp cho các em trải nghiệm thật nhiều trong cuộc sống, tham gia thật nhiều những cái group, những cái cộng đồng khác nhau để các em có thể phát triển những cái năng khiếu tiềm ẩn của bản thân mình. Chúng ta sẽ giúp cho các em tìm ra được đâu là điểm mạnh của mình trong tính cách, năng khiếu, đâu là những môn học mà các em học giỏi, hoặc đâu là những lĩnh vực mà các em đặc biệt quan tâm, để từ đó là nền tảng để giúp các em tìm ra được đâu là nghề nghiệp của mình trong tương lai. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì cũng có một vị phụ huynh có một câu hỏi muốn gửi đến cho anh Bích Nguyễn, là chị ấy chia sẻ rằng là con đang học lớp 9, năm cuối của bậc trung học cơ sở. Sau khi đi học phụ huynh cho con về thì chị có chia sẻ là lớp của con chỉ có hơn 40 cháu, thì số học sinh khá giỏi, có khả năng đậu vào cấp 3 là rất ít. Và khi này thì cô chủ nhiệm có khuyên nếu được sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì các cháu có thể chuyển hướng học nghề và học hệ bổ túc để hoàn thiện kiến thức của mình. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh thì lại rất là không vừa ý với điều này và vẫn muốn con mình học lên hết cấp 3, sau đó là thi đại học cao đẳng. Thì với ý kiến này thì anh suy nghĩ như thế nào ạ? Tôi cảm thấy đây không phải là một câu chuyện của riêng ai, mà sẽ có rất nhiều những bạn trẻ cũng như gia đình gặp phải. Và để trả lời cho câu hỏi này thì trước hết tôi xin nói rằng, điều đầu tiên các bạn khoan hãy nghĩ đến việc là sẽ học trường nào, hệ nào, mà hãy nhìn nhận lại khả năng học tập của con em chúng ta. Con em chúng ta có khả năng như thế nào, có thể đạt được mức độ nào, sau đó hãy nghĩ đến việc con em chúng ta sẽ phù hợp với môi trường nào. Và thêm một điều chia sẻ nữa là, khi các bạn cho con em chúng ta học trường cao đẳng rồi đại học thì mục tiêu cuối cùng của nó là gì? Tấm bằng đại học.
hay là để con em chúng ta có được một cái công việc, một cái nghề trong tương lai mà con em chúng ta có thể làm tốt nó và có một cuộc sống tốt từ nó. Và sau đó nữa, đó là một công việc mà con em chúng ta có thể yêu thích và sống được với nó. Vậy thì hãy nhìn nhận lại khả năng học tập của con em mình, hãy xác định được điểm mạnh của các bạn, hãy xác định được cái nghề nghiệp mà các bạn muốn hướng đến, sau đó hãy nhìn đến môi trường học tập mà chúng ta muốn hướng đến. Điều đó sẽ giúp cho các bạn rất đỡ áp lực trong cái việc rằng bắt buộc phải học đại học trong khi không biết được học đại học để làm gì. Và cuối cùng có thể sẽ rơi vào trường hợp như câu chuyện lúc đầu, 70% sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc là một cái ngành hoàn toàn khác. Nhân chương trình ngày hôm nay thì anh Bích Nguyễn có lời tư vấn cũng như là chia sẻ đến với các bạn trẻ đang có mong muốn là sẽ có một cái định hướng tốt cho nghề nghiệp tương lai của mình ạ. Lời khuyên của tôi đối với các bạn trẻ trong việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, gói gọn trong chương trình ngày hôm nay, tôi muốn nói đến các bạn rằng khi các bạn bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp cho mình, hãy tự trả lời cho mình ba câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, bạn là ai? Đâu là điểm mạnh của bạn? Đâu là điều mà bạn sẽ đặc biệt nổi bật trong đám đông? Đâu là điều mà khi mọi người nghĩ về bạn, họ sẽ nhớ đến điều đó đầu tiên? Và câu thứ hai, đó là bạn muốn làm gì? Nếu như điểm mạnh của bạn là viết lách, vậy bạn muốn trở thành một nhà văn hay một nhà báo hay một chuyên viên content marketing, hãy suy nghĩ về cái lĩnh vực mà bạn muốn tham gia từ điểm mạnh đó và bạn sẽ bắt đầu lựa chọn ra được nghề nghiệp cho mình. Và câu hỏi cuối cùng đó là bạn sẽ làm gì để phát triển nghề nghiệp cho mình? Lúc này bạn hãy bắt đầu đặt bút xuống và viết lên cái mẫu đơn học đăng ký đại học để tìm ra cái ngôi trường mà mình sẽ tham gia thi vào. Và khi đó bạn sẽ không còn bị áp lực là phải học trường nào nữa, vì dù bạn học bất kỳ trường nào thì đó cũng chính là lúc bạn đang tham gia vào cái ngành nghề mà bạn sẽ phát triển trong tương lai của mình. Xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của anh Bích Nguyễn. Và thưa quý vị, hy vọng rằng qua những chia sẻ của anh Bích Nguyễn, quý vị phụ huynh và các bạn trẻ sẽ có thêm những thông tin để tham khảo trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp cho con em mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.